Hồ Chí Minh thì đã 3 ngày nay ở nhiều khu vực trũng thấp và ven sông bị ngập úng. Đỉnh triều cường đạt mức là 1,73 m, vượt mức báo động 3. Và thời gian xuất hiện đỉnh chiều thì vào buổi sáng từ 5 giờ cho đến 7 giờ sáng, còn buổi chiều thì là từ 17 giờ đến 19 giờ. Đây đều là những thời điểm quan trọng trong ngày khiến cho người dân vất vả đối phó với dòng nước lớn. Sau đây là phản ánh của phóng viên thời sự ngay trong chiều qua vào thời điểm nước chiều đang dâng cao tại thành phố Hồ Chí Minh. Quay xe và quay xe. Rất nhiều người dân khi tới ngã ba Trần Xuân Soạn, quận 7 đã vội vã chọn con đường khác khi chứng kiến cả một biển nước mênh mông. Một số người khác chọn đủ cách đối phó để có thể về được nhà. Em mới chuyển nhà đến đây em. Em cũng đi. Nước lên đúng giờ tan học tan làm nên chẳng thể đứng đợi chờ nước rút. Người lớn trẻ nhỏ phải bị bõm lội nước về nhà. Nhiều phương tiện đang di chuyển giữa dòng đột ngột chết máy. Nay là cao là dữ đó, nửa xe nó hơi cao, cái tắt máy xe luôn á. Cái đường này hay ngập thường xuyên rồi, biết rồi. Nên lại đi khám bệnh lần này phải buộc phải đi đường này, buộc phải đi luôn chứ sao giờ.